người đây này, tai nạn giao thông đây này, sao mà chết nhiều thế? Mà cứ đua xe như thế này, với cái tình trạng giao thông của mình như thế này, thì không hiểu còn biết bao nhiêu người phải chết nữa nhỉ? Ôi giời ơi, chết thế này ăn thua gì với bên Nhật Bản? Này, em nghĩ rồi, bên đấy chết nhiều như này á, cái cánh mà làm vàng mã ở bên Nhật nhưng mà dầu to, ăn được không? Chết nhiều như thế, chắc là phải đốt các thứ xuống đông lắm đúng không? Ôi, đốt nhiều lắm, mà bên đấy ô tô nhiều. Thế à? Mà này, tôi đọc báo lại còn thấy là cảnh báo sóng thần bây giờ cũng là bắt đầu lắp đặt ở Việt Nam rồi đây này. Đấy. Đâu, đây là người ta mới đang nghiên cứu thôi. Chú Bâm, xem tôi cái xe mày. Không hiểu làm sao mà dít quá. Đây, được rồi, bà để đây. Đấy. Này. Bà đi xe đạp mà bà lại đội mũ bảo hiểm nên trông phong thủy quá đấy. Thế chú bảo đi xe đạp không ngã? Ôi giời ơi, gặp mấy thằng đua xe nó chìm vào mình ngã đằng quay ấy. Tôi quý tính mạng lắm, tôi phải bảo vệ cái đầu tôi chứ. Già mà cười khỏe quá. Xin bác chén nhất. Vâng, mời bà vào đây. Ồ quá, đi đâu mà lỉnh kỉnh tay sách nách mang thế? Hôm nay mùng 1, mua con ngựa mới ít vàng mã để đốt cho các cụ. Thế à, này. Bà cũng giỏi chở nhỉ, đi xe đạp mà chở ngần này thứ. Mà này, sao bà mua nhiều thế? Cái này dễ phải đến vài trăm mới chứ. Vài trăm thì ăn thua gì? Các cụ cho mình hàng vạn hàng triệu ấy chứ, mấy trăm này chả bỏ. Bà uống nước đi, bà Xuyến. Sao? Bà đi họp tổ hưu với tôi bao nhiêu lâu nay, bà không thấy đài báo người ta tuyên truyền à? Bây giờ là phải tiết kiệm, thực hành chính sách là tiết kiệm, chứ đâu đâu cũng đốt vàng mã như thế này. Đốt thế này người ta gọi là đua nhau mà đốt đấy. Bác ạ, tuyên truyền là tuyên truyền thế thôi. Đúng. Nhưng mà không ăn thua gì đâu. Này, sao lại không ăn thua? Chú nói thế là có ý gì? Khổ lắm. Cái tục lệ đốt vàng mã cho người âm ấy là đã ăn vào tiềm thức của dân rồi. Mà cái việc làm đó nó có hai ý nghĩa. Thứ nhất là tỏ lòng thành. Cái thứ hai là rất muốn chăm sóc cho người thân của mình ở dưới âm. Bỏ là bỏ thế nào? Đúng. Chú này trẻ nhưng mà chú hiểu chuyện đấy. Vâng. Này, không thể nào bỏ được cái tục quán của dân mình nữa đâu, ông ạ. Chú không phải dạy tôi. Dễ thường tôi lại không biết đấy là phong tục tập quán của người dân chúng ta. Đúng. Thế nhưng mà bây giờ đốt làm sao cho nó phải, đốt thế nào cho nó đúng, chứ đốt bừa đốt bãi, đốt vô tội vạ như thế à? Hay, bác nói vô tội vạ là thế nào? Này, thế bất kỳ một cái gì ở đây có là tôi thấy người ta hình như cũng đốt hết thì sao? Đúng rồi, chân sao âm vậy chứ? Đúng rồi đấy bác Phô ạ. Người âm người ta có nhu cầu cũng giống như là người dương ha. Người dương có nhu cầu gì, người âm người ta cũng có nhu cầu như thế. Đúng. Người ta cũng cần phải có nhà ở. Nhà mà nóng thì người ta cũng phải cần có điều hòa hả? Nói chung là có tất. Từ tivi, tủ lạnh, điều hòa, máy giặt là có đủ tất. Này, đúng. Xe máy nhá, còn phân biệt giữa Dream với SH nữa. Chú bảo là trần sao âm vậy. Vâng. Thế ở trên trần này thanh niên nó đua xe, ở dưới đấy nó có đua xe không? Đua. Ai mà biết được, miễn là có xe mà chạy. Này, tôi hỏi chú, thế bây giờ người âm thì người ta cần tủ lạnh để làm gì mà đốt? Hỏi buồn cười, thì tủ lạnh dùng để làm gì? Bây giờ người sống cúng cho người ta cái gì, ăn không hết thì người ta phải có cái tủ lạnh người ta cho vào chứ. Đúng. Thế bây giờ nhá, người âm người ta cần máy giặt để làm gì? Ôi hay, bác này hỏi lạ. Máy giặt để giặt quần áo chứ gì? Không lạ đâu. Thế bây giờ người âm người ta mặc quần áo giấy, bây giờ cho vào cái máy giặt của các chú thì mùn hết rồi còn giặt cái gì nữa? Mùn làm sao được, cái máy giặt đấy nó cũng bằng giấy. Mà tôi phải nói thật sự là cái cánh hàng mã họ tài thật đấy, cái gì họ cũng làm được thì phải. Làm được tất. Mà hình như lại phải đặt hàng mới có đấy. Ôi thì tất nhiên. Bác tưởng bây giờ bạ một cái bác ra, bác bảo ví dụ con ngựa này hay là mấy cái vàng mã này thì đơn giản. Có ngay. Thế nhưng mà những cái nó đặc biệt hả? Ví dụ như là cưa đục, rồi là bào, rồi là những cái gì mà nó cần phải tỉ mỉ một cái, mà cái người âm nhà người ta cần ấy. Bác tưởng mà ra chợ mua một cái được ngay á? Phải đặt hàng. Đấy. Đúng rồi. Khó, họ làm giỏi đấy. Thế mà tôi nghĩ là cái người bình thường ấy, thí dụ làm nghề lái ô tô mà chết xuống dưới đấy, đốt cho cái ô tô đã đành. Đúng rồi. Ừ. Thế cái anh làm nghề sửa xe máy thì đốt cho cái bộ đồ nghề sửa xe máy đã. Tôi không có ý gì cả. Thế nhưng mà nhớ cái bác ấy mà bác ấy lái máy bay, thì không hiểu người ta có đốt cho cái máy bay không. Đốt máy bay. Máy bay chưa là cái gì cả, thậm chí cả tàu vũ trụ. Chú nói quá. Này, thế tôi thử hỏi chú nhé. Thế cái anh ở trên này bây giờ đặc nghiện thế này, thế không hiểu là lúc xuống gia đình người ta có đốt cho bộ kim tiêm không được? Đốt tất. Làm được hết. Tôi hiểu bác rồi.
bác muốn nói là có đốt nhưng mà tiết kiệm thôi chứ gì. Khổ lắm, nói chuyện vui vậy thôi, nhưng ý của tôi muốn nói là đốt tôi không cấm được, tôi cũng không dám phê bình, nhưng tôi chỉ mong muốn là người ta đốt làm sao cho nó đúng, đốt làm sao cho nó phải. Chứ bây giờ cái gì cũng đốt, lắm lúc tôi đến cái phố mà người ta đốt chết chết, ở đầu phố tưởng có vụ cháy nhà, hóa ra là người ta đốt vàng mã. Đốt như thế thì vừa tốn kém mà lại chắc gì các cụ ở dưới đã nhận được. Cụ nào ở dưới đấy xuống mà chả phù hộ độ trì cho con cái, sống với nhau nó tốt mới quý, chứ còn lúc vừa chết xuống đấy rồi có đốt hàng tỷ, hàng ngàn, hàng núi vàng núi bạc mà các cụ không yêu không quý vẫn không phù hộ. Tôi biết bác nói ai rồi, tôi hiểu nhà ấy. Đúng rồi, bà có biết không, ngay ở phố mình đấy, đấy bố ốm, mẹ ốm đấy, đi viện có thăm nom được mấy đâu. Tối ngủ thì coi như là thuê người khác trông, vào thì bịt mũi thế này xua tay đấy. Cái gì cũng thuê, cái gì cũng tiền nhờ hết, có bao giờ làm lụng hầu hạ được bố mẹ cái gì đâu. Thế nhưng mà lúc chết đấy, làm ma linh đình, làm 3-4 ngày, xe đưa hàng đoàn, thậm chí lại còn đăng cả báo. Thế tôi thử hỏi bà nhé, thế cái lúc sống không yêu thương nhau, lúc sống không quý trọng nhau, lúc còn ăn được uống được, sao không cho ăn đi, sao không cho tiêu đi, vậy mà phải đợi đến lúc chết rồi mới đốt cho một đống vàng mã. Như thế thử hỏi thì có giá trị gì, có ích lợi gì. Đúng rồi, đúng rồi chú Bơm ạ, chú này nói đúng đấy. Lúc sống thì không ra cái gì, còn lúc chết thì mâm cao cỗ đầy, ai ăn, các cụ có ăn được đâu, người sống ăn đi chứ. À này, thì có nghĩa là bây giờ ví dụ như là thằng Tuấn Nghiện ấy, à bây giờ nó chưa chết thì tức là bố mẹ nó phải cho nó hàng ngày là tiêm chích đầy đủ no nê, đúng không? Tôi không nhất trí cái quan điểm đấy của chú. Ý của tôi không phải là như thế, tôi chỉ muốn nói là con người ta sống phải có tình yêu thương, sống với nhau nó phải tốt. Chứ còn cái lúc đã khuất núi rồi, 2-50 rồi, chết rồi, ăn được cái gì, nhận được cái gì đâu. Tôi vẫn biết đốt vàng mã là tâm linh, tôi chỉ muốn nhấn mạnh ở đây là đốt làm sao cho nó phải, cho nó đúng. Cái điều quan trọng là cuộc sống, sống với nhau nó phải nhân hậu này, nó phải yêu thương lẫn nhau này, chú có công nhận không? Hai bác ạ, có nhiều người cứ dựa vào tâm linh mà làm cái gì mù quáng, rồi là làm quàng xiên. Thôi tôi nói thật, như cái cúng lễ thì không thể nào bỏ được, nhưng mà chúng ta phải tiết kiệm. Thì tôi đồng ý với bác này. Đấy là tôi còn chưa nói đến cái chuyện có nhiều người, người ta lợi dụng những cái việc ấy để người ta làm những cái việc mê tín dị đoan, rồi cúng bái quàng xiên, cứ đốt hết cái này đốt hết cái kia. Tôi phải nói thật, cái việc ấy là đôi khi mình lại bao che, mình lại dung túng cho những cái người lợi dụng cái việc đó để làm điều xấu đấy. Đúng nhất bác ạ. Thôi tôi về đây, trưa rồi, thắp cho các cụ mấy nén hương. Tôi gửi bác tiền nước. Thôi không phải tiền nước, bà cứ về cứ đốt thoải mái, tôi không dám can. Nhưng mà bà cũng phải tuyên truyền cho mọi người đốt vàng mã là làm sao cho nó đúng, cho nó phải nhá. Tôi không phải tiền nước đâu. Thế còn tiền chữa xe thế nào, chú có mất tiền không? À thôi, có cái gì đâu, bơm lại một tí mà, còn thay thế cái gì đâu mà tiền. Thôi bác cứ về đi. Thế chào hai bác nhé, chào hai chú nhé. Vâng. Này, đồ đạc thế bà đi cho nó cẩn thận đi nhá. À, chết tí quên, bà Xuyên ơi. Này, về nhắn lại với lại cả nhà thằng Trường là tôi đã nhờ đặt hộ đôi hạc giấy đấy nhá.